cực phẩm trai đẹp trong lịch sử Việt Nam. Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, trong lịch sử Việt Nam có một cực phẩm nhan sắc không hề thua kém bất cứ trai đẹp Hàn Quốc hay phương Tây nào, đó chính là Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long. Ông là hoàng tử cuối cùng của Việt Nam, là con trai của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, sinh ra trong một gia đình vua chúa nhung lụa, nhà mặt phố, bố thì làm vua, mẹ là tường thành nhan sắc Đông Dương, cha là vị vua Bảnh Bao có tiếng. Hiển nhiên, thái tử được sinh ra thừa hưởng những gen cực trội của bố mẹ. Thái tử Bảo Long lúc bấy giờ được mệnh danh là đệ nhất nam nhân xứ An Nam.